Em cũng có một cái hy vọng là cô ấy quay lại. Hả? Hả? Cô đi về em, đi về. Đi về, đi về. Vẫn còn yêu bạn kia. Mình sống trong môi trường này mình thấy nó ô nhiễm quá. Mai này nếu mà em có tiền á là em lên núi em sống. Thì cái yếu điểm của em á, thứ nhất á là em ngủ ngáy. Và cái này là... Tụt nữa, tụt nữa. Bạn tên gì giới thiệu luôn? Em tên là Bùi Hòa Bình. Năm nay là em vừa mới bước qua tuổi băm rồi. Em làm về kinh doanh. Yeah. Rồi, mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Vỗ tay quá trời các bên kia. Em chào chị Cát Tường. Chào anh Quyền Linh, chào bạn cùng chơi. Em là Trần Minh Nguyệt, 25 tuổi. Em hiện là giáo viên dạy tiếng Anh với dạy nhạc. Dạy tiếng Anh và dạy nhạc, dạy ở đâu em? Ở Vũng Tàu. Ủa mà em dạy ở Vũng Tàu hả? Dạ. Là hiện giờ em ở Vũng Tàu luôn. Em ở Vũng Tàu luôn ạ. À, là hôm nay lên đây để tham gia chương trình thôi hả? Dạ đúng rồi. À, ủa anh kia quê ở đâu? Nãy nghe chưa rõ. Dạ em sống ở Sài Gòn chị ơi, thành ra là đi cũng gần. Nhưng nếu giờ ba quen bạn gái ở Vũng Tàu thì tháng ra mấy lần? Chắc một tháng em ra được 2 lần. Đúng rồi. Tháng 2 lần thì em tháng hơi ít chị, tháng có 2 lần là ít rồi. Ý em muốn một tháng mấy lần? Tuần lần. Tuần lần. Được không? Tuần lần là coi như tháng 4 lần. Dạ thí dụ như mà một tháng 2 lần mà một lần 2 ngày được không chị? Người chơi thấy tiếc chút sức khỏe rồi không? Dạ. Tiếc chút công sức. Không có, dạ. Thấy không đúng, được. Đúng rồi, không có nhiệt tình lắm. Đúng rồi. Mà nhiệt tình quá mà. Mới quen thì chơi không nhiệt tình rồi. Ta bận công việc, bên đây là làm giám đốc phát triển thị trường đúng không? Dạ vâng, em hiện đang làm về thang máy. Bạn làm nghề thang máy, bạn làm giám đốc phát triển thị trường, bạn đi suốt như vậy. Dạ. Đúng là không có thời gian quen bạn gái rồi. Dạ. Không lẽ mình không có chừa một cái khoảng không gian nào cho bạn gái hay sao? Từ sau khi cái mối tình cũ á, em cũng cũng buồn nhiều. Với lại em cũng có một cái hy vọng là cô ấy quay lại. Hả? Hả? Cô đi về em, đi về. Đi về. Vẫn còn yêu bạn kia. Không anh. Sao bạn nói mà vẫn mong quay trở lại? Dạ tức là trong một cái khoảng thời gian đó thì nó cũng buồn cũng lâu lắm. Nhưng mà một ngày á mình nhận ra là tại sao mình cứ phải buồn hoài à? Đúng cuộc rồi, sống của mình cuộc sống của mình có 60 năm trời à? À thôi đừng có nói chuyện cũ buồn nữa, bên đây ta muốn đi về rồi đấy nè. Không. Dạ có chứ anh, nghe bài Khi Người Đàn Ông Khóc chưa? Nè bây giờ bạn này rất là tình cảm. Nói nữa là bên đây cổ đi về đó nha, là nóng lắm rồi đó nha, giận rồi đó. Giờ nè em nói những cái điểm mạnh của em cho anh nghe coi. Dạ thật ra em tới đây á giống như là em muốn trình bày hết những cái tư tưởng tình cảm của mình để mà mình chọn cái người phù hợp. Thì em nói hết lèo thôi, khuyết điểm thì em có nhiều lắm. Thứ nhất em là một người rất là thẳng thắn. Thứ hai em hơi nóng tính. Em nghĩ khuyết điểm cũng hơi bự đó chị. Hơi nguyên tắc, có nghĩa là một vài lần gặp em thì em sẽ rất là nguyên tắc, khó gần. Nhưng mà thân rồi thì cũng vui lắm, không có gì đâu. Với lại hơi có cảm xúc mạnh á, có nghĩa là mình nói cái gì mình làm cái gì mình cũng phải dồn hết vào mình nói mình làm ngay lúc đó đó. Nghĩa là con người mình có tư chất nghệ sĩ. Đúng rồi đó chị. Cho nên là mình làm việc theo cảm xúc. Hay là bây giờ là thích nhau. Mà nói vài câu quê là họ thích thích thích. Có nghĩa là cảm xúc hơi tuột rồi đó. Nãy giờ là tuột. Tới đây là tuột rồi. Mình gái để chị biết em tuột mà chị đang ráng bơm đúng em lên. Bạn nói gì cho nó hết tuột ơi, nói gì cho nó hết tuột ơi. Em hơi lạ đó là em học luật, em tốt nghiệp đại học luật. Em có một thời gian qua Úc học một năm rồi. Em về đây hồi đầu năm em cũng đi làm rồi. Nhưng mà bức bách quá, thế là em bây giờ chỉ có đi dạy tiếng Anh và đi dạy nhạc thôi. Nhưng mà bên cạnh đó em cũng có một số ưu điểm như sau. Đó là em thích chăm sóc nhà cửa. Em rất thích nấu ăn. Ước mơ lớn nhất của cả đời em là có một cái khu vườn nhỏ của mình. Đại khái là phát triển mô hình vườn rau sạch. Vườn rau sạch? Dạ, làm nông dân đại khái vậy đó chị. Và hôm nay em đến đây là em khát khao gặp người đàn ông như thế nào? Cũng không cần giống em lắm đâu. Vậy em thấy em cũng hơi lạ đó. Cho nên là chỉ cần hiểu thôi. Với lại vun đắp trồng làm một khu vườn cho em. Có khao khát không? Dạ thì những cái sở thích với lại những cái tính cách của bạn đó thì giống y chang em luôn. Cái mong ước của em cũng là trồng rau sạch luôn. Thật ra mình sống trong môi trường này mình thấy nó ô nhiễm quá. Mai này nếu mà em có tiền á là em lên núi em sống. Hoặc là em về mình biển gì đó em sống và em sẽ trồng rau, nuôi cá, nuôi bò vậy đó. Cũng cùng sở thích ha. Dạ. Khuyết điểm gì, ưu điểm gì nói cho bạn kia biết luôn. Nhanh đi để bạn tụt cảm xúc á. Ưu điểm là em rất là vui tính, em hài hước. Và em nói chuyện thì nó dễ gần. Dễ gần, nó mới lên câu đầu tiên là thấy là dễ quê rồi chứ dễ gần. Dạ, tại vì em muốn chia sẻ cái thật của em nó đang là như vậy. Tức là trong quá khứ thì... Bỏ khoảng quá khứ đi, bỏ. Mình phải sống tới cái vườn rau sạch phía trước. Dạ. Thì cái yếu điểm của em á, thứ nhất á là em ngủ ngáy. Và cái này là... Tụt nữa, tụt nữa. Sao tụt nó hết khuyết điểm mà nói ra. Và cái thứ hai là em có một cái mùi hôi cơ thể.
Dạ thành ra có là đâu, có gì đâu. Ngoài những cái phần đó thì nhưng mà bù lại cái chuyện mà mùi hôi á thì em hay tắm lắm. Thành ra một ngày em tắm cũng 2 lần. Tôi không hôi mà ngày tôi cũng tắm 5 lần. Dạ. và dạ chị ngửi thấy mùi gì không chị? Nó thiệt luôn hả? Dạ đúng rồi chị. Mùi cơ thể tôi không phải mùi hôi. Dạ. Cái đó người ta giấu đi, ai đâu mà lên mà phủ ầm vô người ta vậy. Người ta một cái người nghệ sĩ mong manh ngồi bên kia kìa. Dạ. Lên nhưng mà quốc nãy giờ người ta tụt cảm xúc tụt tới dưới, tôi mới có lâu lên được như đây, ông đập xuống nữa. Dạ. Rồi muốn đi kiếm vợ không? Dạ muốn chị. Cô này dễ thương lắm á nha, nói quá một hồi là hối hận á. Cao thấp sao, ngoại hình sao? Dạ em thì nếu mà từ 1m5 đến 1m9 đó là phù hợp với em. Gì rộng dữ vậy? Dạ. Khoảng cách xa vậy? Dạ tại vì thiếu mà thí dụ mà 1m5 á khi mà hung á thì em ôm lên. Còn nếu mà 1m9 thì em đứng ngón chân cũng được. Được. Dạ. Được, ấn tượng rồi đó. Dạ. Chị. Hả? Thật ra em đăng ký thì em nói là em thích người có mùi cơ thể á. Có không? Dạ nhưng mà anh này anh nói là mùi hôi cho nên là em phản ứng vậy thôi. Và là mỗi người có một cái mùi á, mùi đặc trưng của cái người đó. Tuyến mồ hôi đó chị. Mùi đàn ông thôi phải không? Nhưng mà anh này anh nói mùi hôi cho nên là em hơi... Ủa biết đâu em yêu em thích cái mùi hôi của anh. Nhiều khi em lại ghiền cái mùi đó đó, cái đâu mà không có cái mùi đó là chết chịu không nổi luôn á trời. Bây giờ là mình biểu diễn nghệ thuật đi. Làm một cái cho bên kia sợ chơi. Anh ơi, đàn đó là cô đó đàn hay là có người đệm đàn? Cô đó đàn chứ các tường làm gì biết đàn. Dạ. Dạ hôm nay đến đây thì em cũng có chép một bài thơ. Móc bóp giống anh đưa tiền hay gì. À dạ không. Bài thơ này nó chưa có tên. Dạ. Có phải anh khờ lắm phải không? 30 tuổi đến vẫn nằm không. Sáng trưa chiều tối công với việc, đi về nhà cửa cứ lạnh không. Lỡ có yêu anh em đừng sợ, tim anh nóng rực cả mùa đông. Nếu buồn gọi anh em biết không, có người chia sẻ tỏ nỗi lòng. 30 tuổi đến tình chưa có, đã có chương trình chắc thành công. Dạ. Thiếu câu nữa. Yêu anh em có sợ không? Dạ. Mùi hôi thoang thoảng đâu đây đó. Dạ. Phải thêm câu nữa thì mới thật. Dạ. Đúng không? Giờ dạ, vấn đề chỗ là giờ hôm nay em có được người thân gì để theo không? Có anh, hôm nay em có mời mẹ của em theo. Có mẹ hả? Dạ dạ. Mẹ nữa đó. Dạ. Chào cô ạ. Xin chào anh Nguyễn Linh. Dạ. Dạ. Cô nhìn thấy đối phương bên kia sao cô? À, theo như mình thấy thì cô bé rất là xinh xắn. Nói chuyện cũng dễ thương. À, rất là thích. Còn cảm ơn bác. Có đi với người thân không em? Dạ em có đi với bạn thân của em. Em chào chị Cát Tường ạ. Em chào anh Quý Linh. Cảm xúc của bạn nãy giờ dành cho cái anh bên kia đó, em nhận xét ảnh sao? À, có lẽ là cảm xúc của em cũng như cảm xúc của người ta cũng lên lên xuống xuống. Nhưng mà em hy vọng là anh sẽ không nóng tính, bởi vì Nguyệt nó rất là nóng tính rồi. Khi mà nó nóng tính một cái là em sợ luôn. Nóng có khi nào Nguyệt đánh ai không em? Dạ đánh thì không có đánh. Chứ mà nóng mà làm gì? Nóng thì lừa mắt rồi đập bàn cái rầm cái. Em về chi cho đau tay rồi cho lạnh nào. Dạ. Bây giờ mình để anh xem thử bên đây. Nãy giờ khen đẹp lắm. À, chào bạn, trời dễ thương quá. Nhưng mà sao nóng tính vậy ta? Thì có nghĩa là em thể hiện cảm xúc nó trong sao nó vậy á. Có nghĩa là nói cái gì em cũng dồn cảm xúc vô hết thì nó như vậy thôi. Giống anh á, sáng anh đi chang vậy đó. Có gì bằng xử theo luật pháp là chứ không có gì đâu sợ. Rồi, kéo màn lên. Nhìn thẳng vô mắt bạn ấy nha. Chào em. Dạ, chào anh. Em cười. Hôm nay anh có mang một cái món quà tặng cho em. Dạ, em cảm ơn ạ. Em coi thử đi. Dạ. Cảm ơn ạ. Thôi kệ, đeo đi, đeo cho tình cảm, kéo cho. Dạ được rồi. Dễ thương quá. À, anh quan niệm thế nào về cái cuộc sống hôn nhân á? Thứ nhất á là phải biết hy sinh. Thứ hai á là việc thì phải chia sẻ với nhau. Dạ. Còn em á thì em cũng nói luôn, giống như là mình đến với nhau á là mình tìm hiểu nhau nghiêm túc và chân thành. Thế còn mình đi với nhau á thì mình phải chia sẻ. Cả một đoạn đường đó thì phải chia sẻ. Đó là có gì mình phải nói cho nhau nghe, chứ đừng có giấu. Đúng. Giấu ai mà biết được đâu. Đúng, đúng không? Dạ anh nghĩ là cái đó là cái quan trọng nhất. Dạ. Với lại hồi nãy em có nói về cái vụ mà tính em nóng á, em đập bàn, em đập ghế, tính anh cũng vậy luôn á.
Thật ra có những lúc mà em cãi á, lúc cãi xong rồi em nghĩ là mình cũng hơi sai sai đó. Nhưng mà hả, cái lúc đó mình nóng quá mà. Thì nếu mà anh là người con trai mà chịu nhường nhịn một chút á, thì em cảm thấy em sai rồi em sẽ sửa lỗi. À, chỗ đấy thì em yên tâm. Tức là anh sẽ chia đều ra, thí dụ như lúc này em nóng hay lúc sau anh nóng. Dạ, cũng được như không như chia anh đều. Nó nghe. Dạ vâng. À, dạ. Đứng lên nói chuyện nghe chút. Dạ. À, đứng sao bạn? Thấy đẹp trai không? Dạ. Hồi nãy tôi đứng xa đấy, nhầm của tôi à. Dạ. Đứng sát mình chút xíu nữa coi. Dạ. Không. Đúng, ok, không nổi. Thôi, ngồi được rồi đó. Thôi bỏ cái vụ đầu đó, bỏ. Hết giờ rồi, bấm nút. Đó, suy nghĩ thật kỹ nha, quyết định nha, đo cảm xúc của mình đi. Lúc lên, lúc xuống, cân chia đong đếm coi cái lên nhiều hay cái xuống nhiều. Một. Hai. Muốn lấy vợ lắm rồi. Ba. Làm gì bấm nhanh như vậy? À, nôn quá hả? Em sợ cái nút nó không ăn. Dễ thương đó, bạn trai rất là dễ thương, rất có duyên, nói chơi vậy thôi. Yeah. Chứ không có gì đâu. Yeah. Không có thấy hồi gì đâu sao. Hy vọng mọi người sẽ tiến xa hơn. Em không biết cảm nhận sao nhưng mà ưu điểm của em là hát mà mọi người có thể giải trí được. Thì bạn hát giải trí. Dạ, hát bài giải trí rồi, bạn giải trí sao bạn giải trí rồi. Đó, giải trí thì. Giải trí. Hiểu rồi. Mỗi lần một mùa bạn hát lên vui à. Bạn nữ bước ra sân khấu. Em chào chị Cát Tường, chào anh Huyền Linh ạ. Chào bạn. Chào các bạn khán giả. Rồi, em tự giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Lê Vĩnh Hoài Thương ạ. Nguyễn Lê Vĩnh Hoài Thương, tên dễ thương quá nha. Dạ, công việc hiện tại của em là VG ạ. Rồi, dạ. Năm nay mình bao nhiêu tuổi? Dạ, 25 ạ. 25. Rồi, xin mời chàng trai. Chào anh Nguyễn Linh và chị Cát Tường. Chào bạn, bạn có thể giới thiệu về mình. Em tên là Trần Minh Nhật. Hiện nay em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay em 26 tuổi. Làm nghề gì? Em làm nhân viên văn phòng, chuyên về lĩnh vực của em là marketing online. 26 tuổi, còn trẻ quá mà. Dạ, chắc muốn cưới vợ. Muốn lấy vợ rồi? Dạ, cam đoan luôn. Mình muốn hay là gia đình hối thúc? Em muốn. Em muốn, dạ. Bao lâu là lấy, bao lâu nữa lấy được? Được thì em lấy luôn. Ồ vậy hả? Nhưng mình đã có chuẩn bị gì chưa mà đòi lấy luôn? Dạ, em có một túp đường chanh và hai trái tim vàng rồi chị. Không, bây giờ thì anh nghĩ rằng cái điều này khó lắm. Mình phải chuẩn bị cái gì cụ thể. Thì cụ thể thì em cũng đã có rồi. Nãy em chỉ nói vui thôi. Thì bố mẹ em đã có chuẩn bị hết cho em rồi. Quê em ở đâu? Dạ, em ở dân Sài Gòn luôn. Dân Sài Gòn luôn hả? Dạ. Rồi, vậy là chuẩn bị rồi ha. Bên kia dạ. Sao? Dạ. Thấy bước đầu thuận lợi chưa? Ở Sài Gòn thì tiện rồi ạ. Anh ơi, cho em xin phép hỏi là công việc của anh là mình làm thời gian là vẫn 8 tiếng hả anh? Ừ, công việc của anh đa số làm hành chính. Em còn... nói mình hướng dạ, hướng qua kia kìa. Cổ coi như cổ bả nó tưởng tượng nói chuyện với người yêu bả đi. Dạ, công việc của em là mình chỉ làm có 5 tiếng buổi tối thôi. Buổi tối anh có rảnh hay là bận à? Buổi tối thì anh dành toàn quyền cho em. Dạ, nếu mà em chỉ đi làm buổi tối không thì sao ạ? Thì chắc anh lâu lâu anh xin nghỉ để đi chơi với em. Dạ. Có nghĩa là giờ người này làm ban ngày, người này làm ban đêm. Dạ. Chà, mặt trăng mặt trời cách trở hả? À, em có những cái điểm mạnh nào? Sở trường của em là ca hát với lại giao tiếp chăm sóc khách hàng ạ. Wow. Thôi mình làm bản nhạc nghệ trước đi rồi dạ. Tính gì đâu tính. Em xin trình bày bài A Little Love ạ. A little love, little kiss, little hug, little give, on a little something. There's some memories. You make me cry, make me smile, make me feel the love is true. You always stand by my side. I don't want to say goodbye. You make me cry, make me smile, make me feel the joy of love or kissing you. Bạn nam cảm giác cảm nhận như thế nào khi nghe giọng hát của bạn nữ? Em không biết cảm nhận sao nhưng mà ưu điểm của em là hát mà mọi người có thể giải trí được. Thì bạn hát giải trí. Dạ, hát bài giải trí rồi. Bạn giải trí sao? Bạn giải trí rồi. Từ khi em đến làm anh đổi thay, từng trái tim em làm bao đổi thay. Vì anh biết rằng được nghe tiếng cười
Giải trí thì giải trí. Hiểu rồi. Mỗi lần một mùa mà hát lên vui à. Được, cái này dễ thương nè. Chị thấy em rất là dễ thương mà cũng giỏi nữa. Thì không có người nào đeo đuổi mình sao? Dạ, môi trường làm việc của em thì đa số gặp gỡ khách hàng rất là nhiều. Nhưng mà hầu như không có người phù hợp ạ. Thế muốn... nào là phù hợp với em? Em muốn người như thế nào? Dạ, chững chạc, biết quan tâm, chăm sóc, từng trải. Từng trải? Dạ. Câu này lạ quá nha. Dạ, từng trải trong tình cảm ạ. Từng trải trong tình cảm, nghĩa là em muốn cái người đã trải qua nhiều mối tình. Ủa, dạ, tại sao lại như thì... vậy em? Dạ, tại vì họ sẽ chững chạc hơn. À, dạ, bên kia được mấy mối tình? Dạ, em được một mối tình chị ơi. Rồi, vậy là chưa có kinh nghiệm rồi, chưa từng. Nhưng mà một mối tình là yêu chính thức. Còn đơn phương thì em cũng nhiều, nên cũng trải cũng nhiều. Nhiều là nhiêu? N lần chị. Đơn phương không à hả? Dạ đúng rồi. Đơn phương thì mình có cái kinh nghiệm gì? Kinh nghiệm tấn công và rút lui chị. Là sao? Cụ thể luôn. Cụ thể là em tấn công, nếu mà đối phương không đáp trả là em rút lui liền. Trời ơi, không có đeo đuổi chứ hả? Tấn công cũng dài lắm anh. Mình nhờ người khác giới thiệu người bạn gái cho mình. Thì người đó sẽ là tay trong của mình. Rồi, có gì báo liền ha. Dạ, có gì báo hoặc để mình tăng tốc lên anh. Nhất cự ly nhì tốc độ anh. Em theo đeo đuổi người ta khoảng bao nhiêu lâu, người ta không phát tín hiệu lại thì em rút lui? Bất quá tam là 3 tháng chị. Chị là không có kiên nhẫn đeo đuổi rồi. Có người ta đeo đuổi cả năm trời vẫn còn đeo đuổi mà. Thì cũng tùy theo tình hình thực địa anh. À, hoài thương. Em có những cái điểm yếu nào? Về điểm yếu thì em hơi nóng tính, với lại rất là thẳng thắn, la. Giống như người yêu làm gì đó mà mình phật lòng thì mình hay la lại lắm. La là la là sao, ví dụ? Dạ, làm gì giờ trễ vậy? Thì chơi thiếu gì ghê vậy? Thì mặc kệ anh. Kệ, kệ gì, hỏi chi? Sân si. Sân si, ai sân si trước? Dạ, muốn sao? Thì hỏi ai hỏi vậy chị? Em nghe giống trọng gì chị Cát Tường trợ giúp cho người thân vậy? Đâu có. Thương đang nói với em đó, ta đang hai người thử tranh cãi con nghe làm sao mà. À, muốn sao hả chị? Muốn Huệ. Muốn Huệ thôi, Huệ đi. Bây giờ em cần người bạn gái như thế nào? Em cần một người bạn gái là hiểu và biết chia sẻ với em. Khi có những chuyện như em đi trễ thì hỏi rõ lý do tại sao đi trễ và đi với ai, có lý do gì mà đi trễ, chứ không phải là vô là như vậy. Khi nạt quá em sợ em chạy luôn. Đó, bên đây như mình yêu cầu không gì thích vậy? Điểm nào ở người bạn trai? Lăng nhăng, bể bụng hay nói dối, sân si chút được không? Dạ không. Đớp chát giống nãy vậy đó. Dạ thôi. Chị cũng không thích những người mà hơn thua với phụ nữ, nhất là người mình yêu thương. Dạ. Nhìn câu có chết đâu ông. Sân si. Về cái mẫu, về ngoại hình, em thích một người như thế nào? Em nhìn em có cảm tình là được. Em nhìn em có cảm tình thì về thua để em nhìn đi. Có cảm tình lắm đây. Sân thương. Si lắm nhau. Nãy giờ người ta vẫn chơi thôi mà, tao nói cho vui chứ làm gì thế nữa. Bên đây cái mặt cười tươi lắm, nói giỡn thôi chứ đâu có căng thẳng gì đâu. Mặt em tươi lắm chị. Phải không? Thiệt. Đi đâu giờ này mới về? Dạ, tại là đi với khách hàng một xíu chị. Tại em muốn lo tương lai hai đứa này, phải tiếp khách hàng trẻ một chút. Bây giờ lấy nhau là ở hai vợ chồng hay là ở với ai? Dạ, nếu thời gian đầu thì em có thể ở với bố mẹ, sau thời đó thì em sẽ tìm đường rút lui ra chỗ khác. Mà có tiền chưa? Nhưng mà em có khả năng chị. Mà có tiền chưa? Sắp có rồi. Ngày nào em cũng mua 50 giải số đó. Mày muốn lấy vợ không? Dạ muốn. Đừng nhận mặt với tôi nha. Mà mai mối mà giữ ghê không? Trả treo. Ta dễ thương về mà nói. Anh qua coi mặt giùm em anh. Coi mặt giùm ha. Dạ. Để anh coi thử coi. Chào. Rồi, dễ thương quá, chào bạn. Dạ. À, anh nói chơi vui nãy giờ, cái mặt anh đây anh cười tươi không mà. Nãy giờ anh giỡn đó. Quan trọng là lúc hai người gặp nhau. Dạ. Nhìn kỹ vào mắt nhau. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với em họ, với lại một cô nữa ạ. Dạ. Xem họ với cô em có thấy anh này được hay không nha. Dạ. Cô đâu ạ? Cô của Hoài Thương. Dạ chào anh Quyền Linh, chào bạn Cát Tường. Rồi. Mình là cô của Hoài Thương. Dạ. Theo cảm nhận của mình khi mà mình gặp Nhật ở đây thì mình thấy là Nhật rất là hóm hỉnh trong suy nghĩ, mộc mạc trong cái mình cách mình nói chuyện. Và ngoại hình thì rất là đẹp trai nữa. Còn Hoài Thương thì ở ngoài đó là cá tính mạnh mẽ và tự lập, nhưng mà thật sự bên trong là một người con gái rất là mong manh và cần được sự chia sẻ an ủi. Nên là nếu như mà Nhật thật sự là chân thành thì cô rất là mong là Nhật sẽ ở bên cạnh tìm hiểu và cùng nhau trao đổi mọi cái cho công việc trong tương lai, để mà cả hai có một cuộc sống hạnh phúc với lại nhiều cảm xúc hơn. Dạ. Yeah. Rồi cảm ơn cô. Em có đi với ai không? Dạ em đi với bạn của em. Chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường ạ. Sao bạn? Dạ, em thấy bạn nữ bên này rất là xinh. Cũng thấy bạn rất là nghiêm túc.
mà tính tình của hai bạn cũng giống nhau nữa. Giống không? Giống, rất là thẳng thắn, cũng tếu nữa. Hai bạn nói mà hẹn hò chắc là hợp lắm á. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, chúng ta kéo mặt lại đi. Gặp mặt nhau 2 phút để xem cảm nhận của mình như thế nào. 2 phút bắt đầu. Anh có món quà anh tặng em. Dạ em cũng có quà tặng anh. Em mong là món quà này nó sẽ là thay thế em, nếu như mà không có em bên cạnh anh thì nó sẽ là món quà rất là ý nghĩa cho công việc của anh. Cảm ơn em. Dạ. Thì mẫu bạn trai lý tưởng của em thì em thấy anh như thế nào? Dạ cũng dễ thương, có duyên. Dạ nhưng mà chưa nghiêm túc cho lắm. Em thấy anh chưa nghiêm túc thì nếu có thể hẹn hò thì anh sẽ thể hiện sự nghiêm túc của em, của anh cho em thấy. Dạ. Còn anh thấy em thế nào? Anh thấy em cũng chững chạc nhưng mà thua anh. Dạ. Em dạ, có muốn hỏi gì anh không? Anh có thích đi phượt không ạ? Đó là chuyên môn của anh. Dạ. Anh thích biển. Thích biển, thích núi và đã, nhưng dạ, mà thích biển nhiều hơn. Dạ, em thì đi núi nhiều hơn. Hy vọng là anh với em sẽ có thể một thời gian gần nhất sẽ có một chuyến đi phượt cùng nhau. Dạ. Em có biết nấu ăn không? Nếu như em thương người yêu thì em sẽ nấu. Nếu là một cái món đó em không biết nấu thì sao? À, hầu như món nào cũng biết nấu. Nếu mà không biết nấu thì sẽ xem sách. Nếu mà em cưới em về thì anh sẽ nấu 364 ngày thôi, còn ngày cuối cùng còn lại để em nấu. Để em đi chợ cho. Anh còn gì để hỏi không? Nhìn mặt em anh hơi bối rối, không biết nói. Trời gì hết. Cái mạng hơi được ôm lên. Cái mạng chị? Không, nhìn mặt em thấy tự tin hơn. Sao kỳ vậy? Thì cứ nhìn thẳng vô mắt đi. Nhìn thẳng vô mắt coi thấy sao. Đúng là mẫu người của em đã chọn. Khi mà nhìn mặt em thì anh ước là cái đèn mình được kéo lên sớm hơn để anh có thể gặp gỡ và nói chuyện với em nhiều hơn. Sao nãy mới kêu bỏ màn xuống đi? Đang tình cảm thì sau khoảng hôm nay thì anh hy vọng là em bấm nút và để có cơ hội tìm hiểu nhau hơn. Rồi, hết thời gian. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định, rất là quan trọng. Nói chơi vui nãy giờ thôi, nhưng đã lúc chúng ta phải chọn. Suy nghĩ thật kỹ nha. 3 2 1 Hết thời gian. Bạn gái đã không bấm nút. Bạn có thể nói lý do? Dạ em cảm thấy không hợp ạ. Về tuổi tác thì bạn còn trẻ quá. Với lại cái nhìn đầu tiên cảm thấy không thích. Cảm ơn em. Bạn nam suy nghĩ điều gì? Từ những cái nhận xét của bạn gái thì em có thể rút được kinh nghiệm nhiều hơn. Nhiều đúng hơn không? Dạ. Tôi nghĩ rằng là các bạn còn rất là trẻ, còn nhiều cơ hội. Có thể chúng ta sẽ trở thành những người bạn thân thiết với nhau. Tánh hai người hợp nhau đúng đó, nói chuyện nhau vui lắm. Quá. Rồi bây giờ chúng ta giới thiệu về mình lớn lên cho bên hàng rào cùng nghe nha. Mời em trai. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và tất cả khán giả trong trường quay và bạn gái phía bên kia. Em tên là Nguyễn Xuân Thành, năm nay 26 tuổi, thuộc tiểu đoàn 739, lữ đoàn công binh 25, quân khu 7. Hiện tại đang đóng quân trên địa bàn Biên Hòa, quê quán ở Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình. Hết. Thôi, thôi hồi hộp hả em? Hồi hộp xíu. Rồi để bên đây giới thiệu đi để cho chú bộ đội bớt căng thẳng. Dạ, con chào cô Hồng Vân, chú Quyền Linh và toàn thể khán giả. Con tên là Nguyễn Thị Mỹ Linh, con 22 tuổi, hiện tại con đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Ngành con học là hóa phân tích. Con mong ước sau này ra trường sẽ là làm bên cái lĩnh vực là khám nghiệm tử thi. Khám nghiệm tử thi? Trời ơi. Trời ơi. Làm lĩnh vực giật mình ông ơi. Sao tự nhiên con... Sao con gan dữ vậy? Con thích cái lĩnh vực đó vậy con? Nhưng mà ở đây là vấn đề là con rất là gan dạ luôn đúng không? Để qua gặp đàn gái coi. Đó, mà như công chúa vậy đó. Ừ. Dễ thương xinh xắn quá. Sao mình chọn cái ngành đó vậy con gái? Dạ, do có một lần á, con coi phim ma á, nhưng cái xong cái con sợ ma, sau cái con nói chắc phải kỳ này là phải bỏ được cái tập đó, phải vô khám nghiệm tử thi, con mình sợ đúng không? Thôi khỏi đi. Rồi nhưng mà thấy ấn tượng rồi đó. Tại sao con lại thích quen bạn trai là bộ đội? Dạ, do là bên nhà con á, họ hàng với lại trong gia đình á, có người làm quân đội công an. Anh của con á, cũng làm bên công an, xong cái con thấy tính của anh á, xong ổng nghiêm khắc với con quá. Con mới nghĩ là chắc mình phải quen cái người quân đội này á, để
họ chỉ bảo mình nhiều hơn. Rồi bây giờ đàn trai giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình. Điểm mạnh của em là thì luôn hòa đồng hoạt bát nhiệt tình trong công việc, luôn tìm tòi học hỏi công tác chuyên môn, nâng cao trình độ chuyên môn, rồi là biết tí nấu ăn, chăm lo cuộc sống gia đình hết ạ. Phần điểm mà dạ không ma tính sợ dụ vậy được và không sợ. Ừ rồi, còn điểm yếu của con thì hơi nói chung hơi ngại tí trước đám đông. Ngại đúng không? Dạ. Rồi từ từ sẽ không ngại thôi. Dạ. Ha. Em có mấy mối tình rồi? Dạ một chút. Một hả? Dạ một là quen ở đâu? Dạ cũng quen trên đơn địa bàn ở Bình Phước, lúc làm công trình trên đó có quen ở Bình Phước. Bao nhiêu năm? Dạ có 6 tháng à. Quen 6 tháng là sáng tháo luôn hả? Dạ. 6 tháng sáng tháo luôn. Sao chia tay quen ngắn vậy? Dạ vì cô ấy bảo là đặc thù công việc của em nói chung là nó cũng là công tác trực về một tuần gặp nhau còn lên nên bảo không có thời gian dành nhiều. Không có thời gian. Dạ. Cái công việc của em là làm cái gì cụ thể, là chuyên môn là gì? Dạ chuyên môn của em vừa lái xe vừa lái máy. Lái xe lái máy. Dạ. Lái gì nữa? Thì lái xe lái máy thế thôi, tất cả các loại máy móc công trình. Lái máy bay được không? Máy bay còn lại nốt. Bây giờ con nói lớn lên cho anh bên đó nghe được cái điểm yếu điểm mạnh của mình như thế nào. Dạ điểm mạnh của con á, con là một người tự lập, có trách nhiệm trong công việc, với lại con cũng hay tuân thủ đúng giờ lắm. Ví dụ như học nhóm hẹn giờ đó là con sẽ đến đúng giờ đó. Với lại con là một người thích hát nhưng mà không hát được hay lắm. Em xin đọc mấy dòng thơ do em từ sáng tác mà em hay run tí, cho em cầm cái giấy để em đọc cái nha. À dạ. Run quá cầm giấy rồi. Đọc lớn lên nha. Dạ. Trời ơi thơ dài quá nha. Trăm năm giữa trốn hồng trần, vì duyên ta đã một lần gặp nhau. Gặp nhau thì đã sao đâu, vì sao tim đã cùng chung nhuộm màu. Ngoài kia lết phết mưa ngâu, công binh lên đó bắt cầu rước em. Nhẹ nhàng em kéo rèm xem, Quyền Linh dẫn lối anh đem tim vàng. Chúng ta đôi phút ngỡ ngàng, nút vàng cùng bấm cả làng chúc vui. Hết. Bạn bấm ha, cả làng chung vui, bữa nay là ai cũng vui hết nếu mà hai bạn bấm nút. Hai. Rồi, bây giờ để hỏi bên đây coi là con đã có mối tình nào chưa nè. Dạ, con đã trải qua hai mối tình. Mối tình đầu thì lúc hồi chuẩn bị đi đại học, chỉ quen chống chánh thôi, chứ con cũng không có ấn tượng gì nhiều lắm. Bỏ đi, dạ. Bỏ mối tình đó đi. Còn mối tình thứ hai thì con quen khoảng gần một năm, nên là cả hai thuộc dạng như là chưa tin tưởng nhau lắm, nên là con chủ động chia tay. Con chủ động chia tay. Dạ. Rồi cái điều mà con mong muốn ở cái người bạn trai của mình là như thế nào? Dạ cái điều con mong muốn ở người bạn trai là cái người phải có trách nhiệm, một người phải tự chủ, với lại một người dạng như là đừng có ăn hiếp con quá. Đừng ăn hiếp. Rồi cái người ta sẽ phải làm gì để mà con cảm thấy là con tin tưởng người ta? Dạ. Anh chỉ cần là đừng có giấu con gì hết, tại vì con có giác quan thứ 6 mạnh mẽ lắm. Giác quan thứ 6 là đọc xuyên qua, thấu qua tim can của người khác luôn đó. Có được không con? Dạ cũng có. Con mong muốn người yêu lý tưởng của mình như thế nào? Dạ con mong muốn người yêu lý tưởng phải hiếu thảo cha mẹ, có một công việc ổn định. Nếu như ảnh mới lập sự nghiệp á thì cũng không sao, con sẽ gọi là phụ anh, hỗ trợ anh. Dạ. Hỗ trợ. Rồi gì nữa, chiều cao, thấp. Dạ. Cao rồi. Hình dạng giống ai? Nói chung là một cái mẫu hình lý tưởng về mặt nhân dáng bên ngoài, ngoại hình. Dạ. Chiều cao thì ảnh hơn cao, hơn cao hơn con là được. Con cũng không có còn mà quá tiêu chuẩn đâu. Chỉ cần dễ nhìn là được. Với lại cái bề ngoài của ảnh á, nếu mà ảnh có mập quá thì con sẽ cùng nhau đi tập thể dục để cho nó cân đối lại. Đừng còn nếu con đụng chạm nhiều người cũng khó tập lắm con ha. Dạ. Rồi nhưng mà con nhìn xuyên qua con giác quan thứ 6, con tưởng tượng anh bên đây như thế nào? Con nghĩ ảnh là tướng cao ráo cân đối. Bộ đội mà cân đối đúng rồi. Con không thích điều gì vậy đàn ông? Dạ vũ phu gia trưởng. Không có bộ lăng đội nhăng, không bao giờ tính đó chừng, khỏi lo. Gì nữa? Lăng nhăng đi chú. Lăng nhăng không có luôn á. Kỷ luật ở trong doanh trại không có cách gì mà lăng nhăng được. Có lăng thôi. Lăng với nhăng nó khác nhau. Lúc thì lăng thì được, lúc thì nhăng, chứ không có lăng nhăng chung. Tôi qua tôi coi bên đàn trai tôi cái thôi hiền chút thôi, rắn chắc. Chào cô. Chào cưng. Chân thành. Dạ.
được không? Cái hình mẫu lý tưởng của cưng là như thế nào? Dạ, nói chung một người phụ nữ là biết chăm lo cuộc sống gia đình, đứng trên nhường dưới, nói chung thế thôi. Cô đơn giản. Đơn giản thôi đúng không? Dạ. Nhưng mà hồi nãy nghe cô bé này cổ nói những cái mà mong muốn, những cái mà ước mơ của cô vậy thì em thấy sao? Nói chung là công việc thì mỗi người một công việc, mình tôn trọng công việc của người đó. Miễn sao nói chung người đó làm tốt cái công việc của bản thân người đó là được rồi. Thôi bây giờ mình nên hỏi người thân đúng đi. Đúng rồi, hỏi người thân đi, hỏi chuyện đó hoài. Đây, bây giờ con đi với ai nào? Dạ, con đi chung với hai bạn thân. Hai bạn thân. Rồi, bạn thân cho ý kiến coi nào. Dạ, đầu tiên cho con xin gửi lời chào đến chú Quyền Linh và cô Hồng Vân ạ. Em là... Dạ, chào anh bên đây ạ. Em là bạn thân của Linh từ năm lớp 10 tới bây giờ ạ. Thì về tính tình của Linh thì tuy là không hiểu hoàn toàn nhưng mà ít nhiều gì thì em cũng... thấu hiểu Linh là một cái người á, tuy bề ngoài có vẻ rất là đàn ông nhưng mà bên trong thì lại rất là yếu đuối và dễ tổn thương. Đối với Linh, nó cần nhất là trong một cái mối quan hệ tình cảm đó là cái sự tin tưởng lẫn nhau và sự chung thủy. Em hy vọng là nếu anh và Linh có cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và tiến xa hơn thì mong anh sẽ bảo vệ được bạn của em ạ. Linh ơi, anh bên đây á, thì trông rất là hiền lành và chân thành. Nói chung là đúng với gu của Linh, lên đến chắc khoảng 90%. Là một chút nữa có gì Linh hãy bấm nút cho anh nha. Rồi, cảm ơn cưng. Rồi, em đi với ai nào? Dạ, bên này em đi về là chính trị viên của em, về là có chú của em. À, chú. Dạ. Mời thủ trưởng nói trước xong rồi mời chú nói sau ạ. Vâng, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Thì xin chào toàn thể mọi người khán giả trong hội trường cũng như là những bạn xem truyền hình. Thì đầu tiên xin phép được nói về đồng chí Thành trước. Thì ở trong đơn vị đồng chí Thành phải nói là một con người rất hiền lành, dễ thương, đặc biệt rất yêu mến đồng chí Thành trong quá trình nhận nhiệm vụ. Luôn luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ không kể bất kỳ giờ nào, khắc nào, luôn luôn hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Mà được biểu hiện cụ thể rất rõ ràng á, bằng cái thành tích của đồng chí Thành trong năm vừa rồi là đồng chí Thành đã được chiến sĩ thi đua của đơn vị và lên quân hàm trước niên hạn. Đó là một điều rất là tuyệt vời. Và cũng đến tới đây á, thì cũng rất là cảm ơn chương trình vì sắp xếp rất khéo. Ở dưới đây chúng tôi á, thì trên cương vị nhìn nhận đây là gương mặt rất tương đồng và tính cách rất tương quan. Cái rất gương mặt thương. Là phu thê đúng không? Đúng rồi, chính xác. Còn đối với Thành nè, đối với bạn nữ bên này phải nói là dễ thương, đáng yêu, dịu dàng. Và tính cách này rất hợp với những người vợ của những quân nhân. Hãy thực hiện đúng như lời em đã nói, chuông vàng cùng bấm, cả làng chung vui. Xin hết. Hay quá. Chị trưởng nói hay quá. Dạ mời chú ạ. Tôi là chú thân của cháu Thành. Thì qua cái cháu Thành á, thì chỉ huy trực tiếp đã phát biểu. Còn về cháu gái á, thì chú chỉ nói với Thành rằng là đây là một cái duyên rồi, thì các cháu nên cho nhau một cơ hội để tiến xa hơn. Xin cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn chú. Kéo rào ha. Trước khi kéo rào thì bạn trai Thành bên đây có một lá thư đó, cất kỹ vô trong món quà, muốn đọc trước cho đàn gái nghe hay là sao? Cái này em đưa bạn gái đọc. À, đưa bạn gái đọc đúng không? Đọc trước đi cho nó hồi hộp rồi. Ủa chứ không phải bài thơ nãy hả? Không phải. Là cái khác nữa hả? Là một lá thơ tâm nữa hả? Tâm huyết cả đêm luôn. Để hay quá. Tối qua em ngồi để anh đọc tâm huyết của em cho bên kia nghe đi ha, cho bên kia người ta đọc mấy đây. Nè, nghe tâm huyết của chàng trai cả đêm này nha. Đó. Cái này quà, đọc tâm huyết trước cho nó hồi hộp. Ngày chưa biết, tháng chưa qua và nàng chưa tới. Bức thư này anh viết gửi người anh chưa qua. Có lẽ bởi vì anh là lính nên đôi dòng tâm sự chỉ biết viết gửi ai. Dù nghiêng lên rồi lại đặt xuống, đôi tay luôn luôn cùng biết viết gì đây. Với anh dù đêm hay ngày, giữa rừng sâu hay bom đạn, anh chưa từng ngào ngạt như những nét bút này. Có lẽ đã làm anh say, say vì những dòng tâm tư chia một lần thổ lộ
ngồi nhờ em có cười anh là lối một câu hỏi vẫn còn bỡ ngỡ trong tâm tình anh muốn tỏ cùng em. Tính anh thì không thích làm nhèm hay rè pha, đôi lúc thả thính có lẽ bởi vì anh là lính nên tính tình đôi khi còn khác. Dành tình anh thì thật thà chất phát nên không thể bọc nát trái tim ai. Ba mẹ anh vẫn luôn thúc giục hoài nhưng anh vẫn tin em ở ngày mai. Ngày mai cho đến khi này em nhỉ, để anh được thủ thị cùng em. Trong tâm trí anh vẫn êm đềm người con gái nếp na thùy mì. Em đã xuất hiện trong dòng nhật ký và nguyện đi cùng anh đến hết cuộc đời. Anh không dùng lời hoa mỹ hay văn hoa hứa yêu em mãi mãi, vì mãi mãi là bao xa. Nên em hãy tốt hiền ra giữa dòng đời vấp ngã, nên em đã là một nửa của cuộc đời anh. Thì khi trời còn xanh và anh còn đó, anh sẽ yêu em, gửi em đôi dòng tâm tư tư của người lính. Chân thiền quá, viết chữ đọc chưa ra nữa rồi tôi đọc còn nổi. Một cách bài thơ đó Linh, chứ không phải là văn xuôi đâu. Viết quá đó, thành ra là cái chữ nó cũng buồn ngủ đó. Thông cảm, nó mốt viết á, bự lên cho anh đọc giùm cho. Anh đọc sẽ tình cảm hơn. Rồi, được rồi. Bây giờ bên đó bạn gái hiểu bài cái bài thơ này chưa? Nói chung gửi một người con gái chưa quen, chưa biết ha. Tất cả những tình cảm của bạn trai dành cho bạn đó, mặc dù chưa biết là ai cả, bây giờ kéo rào mới biết đây. Thôi, mở rào. Tặng luôn bài thơ luôn nha. Bắt đầu đi Thành. Cái cây đó em phải giới thiệu là em làm như thế nào. Đẹp quá. Em tặng em. Đây, để đây luôn, để đây luôn. Nó nặng quá, bạn ấy không được. Đúng rồi. Nói ý nghĩa cây rồi, đi em nói cái ý nghĩa đi, em nói cái ý nghĩa của cái cái cây này là từ, nói chung là từ lúc anh đăng ký chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì anh làm ở công trình thì anh lấy những con thẹp ở công trình thì anh quấn thành cái cây để mang tới tặng em. Dạ, em cũng có một cái cuốn sổ nhật anh tặng anh, trong đây là trang đầu em viết bài thơ về hóa học, còn những trang sau em mong anh là sẽ viết chuyện tình yêu của chúng mình. Em cảm ơn. Và em cũng tặng anh một bài thơ, em sẽ đọc trong đó. Nếu anh là axit, em xin làm 3 giờ để tình yêu bất ngờ, mãi trung hòa không kịp. Rồi, về nói chung là đi. Hai người đều thích làm thơ về tình yêu, nhưng mà bên kia thì là gọi là dùng những cái ngôn từ rất là lãng mạn cho bạn, nhưng mà bên đây là xài công thức hóa học thôi. Mà đó, những cái phản ứng về tình yêu dễ thương. Rồi, chúng ta gần như là chưa bao giờ gặp nhau đó. Hai mươi mấy năm mình mới gặp đó. Mình cảm nhận về nhau đi hai bạn. Thì nói chung khi mở rao thì em cảm thấy anh con người như thế nào? Dạ, em thấy anh hơi căng thẳng thì phải. Hơi chung. Thì lúc mở rao á, thì anh thấy em thì nói chung nhìn cũng hiền, dịu dàng đó. Thì là nếu mà quen nhau thì khoảng được bao lâu thì có thể tiến tới hôn nhân hả anh? Dạ. Dạ, khoảng một năm nữa là em ra trường rồi, chắc khoảng khoảng 1-2 đến năm sau á. 1-2 năm sau à? Dạ. Có lâu quá không? Hay lâu. Ôi, đâu có lâu đâu. Hồi lâu. 22 tuổi mà. Một năm ra trường rồi, 2-3 năm sau lâu. Chỉ cần một năm ra trường thôi. Tay. Thì người ta bảo rồi, cưới vợ phải cưới liền tay. Để lâu thì người ta lấy mất sao? Không bao giờ, nếu mà tình yêu mà chắc chắn rồi thì không bao giờ có chuyện đó. Đâu, bạn gái độc vị coi, dùng giác quan thứ 6 soi thẳng qua coi. Được không? Em nghĩ là chắc bây giờ anh cũng mong cưới vợ rồi thì phải. Mong quá đi chứ.
Cái đó mình cũng đọc được ha. Mình cũng đọc được. Không cần giác quan thứ 6 luôn á. Theo mà anh... mẹ con có thấy dạ. khi mở rào ra thì con thấy anh sao? Dạ. Anh có giống như trong tưởng tượng không? Dạ, anh không giống như trong trí tưởng tượng của con lắm. Vậy hả? Chứ con tưởng tượng sao? Dạ, con tưởng tượng chắc quân đội thì ra ngoài nắng nhiều á, họ sẽ đen, với lại họ sẽ già. Đâu mà, ra trời ơi. Mà anh đây thì là sao già được? Ờ, anh đây thì sao nè? Dạ, anh đây trẻ, khác với trí tưởng tượng con nhiều lắm. Ờ, anh đúng trẻ đúng, vì anh có 26 tuổi thôi. Anh có 26 tuổi thôi mà, nhưng mà da anh cũng đâu có trắng lắm đâu hả? Dạ. Cũng đen mà. Nói chung là đừng có trắng hơn con là được. Nhưng mà bây giờ nè, giữa anh ở đây với lại cái anh trong trí tưởng tượng con á, thì con thích anh nào? Dạ con thích anh đây. Dễ thương không? Con thích anh ở đây. Thích anh đây là được rồi. Hồi nãy là mọi người ngồi dưới nói là con với anh là có khuôn mặt phu thê đó. Con có thấy vậy không? Thấy hai người có cái nét mà hơi có một cái màu gì đó nó giống nhau không? Dạ có chứ. Rồi, nói chung bây giờ... thông qua chương trình này em cũng cho em một cơ hội cho anh một cơ hội thì để ta cũng bấm nút để có thể tìm hiểu nhìn, nhau được nhìn nhiều em hơn. Coi nè, nhìn sâu vô mắt em đi nè. Nhìn tìm hiểu nhau được nhiều hơn. Dạ. Dạ em cũng mong như vậy. Tại vì lúc mà em làm giấy xác nhận đăng ký độc thân á, em tính là giấu không để cho ba mẹ thì biết rồi, không có muốn họ hàng biết. Nhưng mà ai ngờ đâu trong xã có người làm kế bên nhà mình luôn. Cái họ hỏi là em đăng ký để làm gì? Cái em mới nói là em đăng ký tham gia chương trình. Cái cô kêu là nói thiệt đi làm cái gì? Cái em mới kêu là dạ con đăng ký chương trình và muốn hẹn hò á cô. Xong cái người kế bên nghe luôn rồi xong họ hàng biết hết. Vậy là hối luôn đúng không? Dạ. Rồi bây giờ nè, mình hẹn hò sao đó hai đứa hỏi đi. Một tuần gặp nhau mấy lần, với thời gian của em có đủ để có thể đưa bạn gái đi du lịch đi đâu chơi không? Bạn đi mình bàn luận trước đi nha Thành. Nói lớn lên. Theo như em học vậy thì một tuần thứ bảy chủ nhật thì em có rảnh không? Dạ trong một tuần đó thì thứ bảy là em rảnh. Còn chủ nhật là bệnh nè. Dạ, chủ nhật em đi học. Vậy là chỉ có nghỉ mỗi ngày thứ bảy thôi hả? Dạ cũng tùy lúc anh. Nếu mà kết thúc môn sớm á thì chủ nhật sẽ rảnh thôi. Nghĩa là buổi tối là rảnh, còn mỗi ngày là bệnh. Dạ. Thì như công việc của anh á thì kỳ đặc thù như vậy á thì anh thì nói chung một tháng thì cũng nghỉ được 5 ngày. Dạ. Nói chung cũng mong trong 5 ngày đó sẽ em cũng rảnh để mình có thể đi đâu đó chơi hoặc đi xem phim gì đó. Dạ. Thì cũng tương thích đó. Bên đây là có nghỉ được ngày chủ nhật là tháng cũng được nghỉ 4 đến 5 ngày thôi. Bên đó cũng vậy. Đi làm rồi. Bây giờ vấn đề là cho hai đứa ở gần nhau, mình hỏi coi ở gần nhau không? Như em về là nhà em ở chỗ nào? Dạ nhà em ở Củ Chi. Nhà em ở Củ Chi hả? Dạ. Anh thì nhà mình ở ngoài quê, còn hiện tại đang công tác thì ở Bình Phước. Dạ. Sắp tới cũng chuyển công tác về ở Thống Nhất, Trảng Bom. Thống Nhất ở đâu anh? Ở Gia Kiệm, Trảng Bom. Trảng Bom Đồng Nai đó. Là ở Trảng Bom Đồng Nai. Trảng Bom Đồng Nai. Đường đi đường cao tốc giờ ngon lắm rồi, không có xa đâu. Có xa không Linh? Ừ, chuẩn bị sân bay Long Thành mở rồi, không có xa đâu. Ở Củ Chi thì nó từ Củ Chi lên Biên Hòa đâu xa lắm đâu. Dạ. Dạ. Thì không có nơi nào xa hết, chỉ sợ hai con tim nó ở xa nhau thôi. Rồi, bây giờ nè, mình thử mình tiến tới nắm tay bạn gái đi. Đó, mình thử hỏi là em ơi nữa, nếu như hai đứa mình lấy nhau thì em thích sinh con trai hay con gái? Hỏi thử đi Thành, mạnh dạn lên. Nói chung nếu mà lấy nhau thì em muốn thích con trai hay con gái? Dạ em thích cả hai. Anh cũng muốn như vậy. Dạ. Tao nói thích cả hai đó có đáp ứng được không? Chưa, trời ơi, nói tiếp đi. Đó, tao thích cả hai đó có đáp ứng được không? À được chứ. Dạ. Chắc không? Chắc kìa. Hồi xưa anh cũng nói nhiều lần lắm rồi đó.
Nói chung là một phần mình muốn vậy, nhưng mà nói chung ông trời ông cho mình đứa nào thì mình lấy đứa đó. Đúng rồi. Thành cảm giác tay bạn gái thế nào, nói cho bạn gái biết đi. Mềm lắm anh ơi. Cảm giác thế nào nói cho nó. Nói chung là còn có một cái gì ấm áp từ tay bạn gái. Bây giờ trong con người của mình cái cảm giác thế nào diễn tả cho bạn gái nghe đi. Thì bây giờ thì trong con người của em á, thì bây giờ tim nó đập nhanh lắm. Em giới thiệu một chút về cái đơn vị của em ở đâu, mời bạn gái tới thăm, giới thiệu sơ sơ đi, ở đó là cái phòng của em thế nào, rồi đi từ đấy nó bao xa, giới thiệu bạn gái biết đi, mời bạn gái tới. Đơn vị của anh á thì làm công trình nên bây giờ cũng ở nhà tạm, ở nhà tôn thôi, nhà tre làm công trình thì ở nhà tôn vậy thôi. Dạ. Ở ngay chỗ gia kiềm á, gia kiềm tượng, nói chung chạy lên Biên Hòa, chạy vào lên ngôi chỗ là Trảng Bom á, là quẹo vào ngay chỗ biểu điện Trảng Bom, chạy vào. Dạ. Mời hôm nào em tới chơi. Nói chung hôm nào em rảnh á, thì có thời gian rảnh á, thì lên đơn vị em chơi biết. Dạ. Anh có qua em không? Có chứ. Dạ. Khi nào mà anh nghỉ thì anh sẽ xuống em chơi. Dạ. Rồi. Rồi ghế ngồi đi các bạn. Mời em bữa nào ghé chú nhà tôi anh chơi ha. Hai bạn để tay vào nút bấm. Chúng ta đã trải qua thời gian trò chuyện với nhau. Đấy con. Cùng nghe góp ý của bạn bè cũng như là thủ trưởng như là chú của mình. Hãy thật sự tập trung hết sức mình xem trái tim mình có rung động trước đối phương hay không. Nếu có, chúng ta đừng ngại ngùng bấm nút. Còn nếu không, mình không cần bấm. Nào, hãy suy nghĩ cho kỹ. Sau 3 tiếng đếm, bắt đầu. 1 2 3 cạch cạch hai cái là tôi nghe rõ. Hãy nắm tay nhau đi, bắt đầu chúng ta đã hẹn hò với nhau rồi đó. Yeah. Đồng ý rồi đó ha. Hai đứa nhìn cũng nước da giống giống nhau nhỉ. Không, bên đó vẫn đen hơn bên đây, phải vậy mới được. Đen hơn chút. Về cho vô quân đội môi trường chừng tuần lễ bằng nhau luôn. Sao con nắm tay của anh em thấy thế nào? Dạ con thấy anh lạnh quá. Anh lạnh đúng không? Tay thì lạnh nhưng trái tim thì ấm đó. Nào bây giờ Thành nói gì đi với gia đình, với bạn bè cũng như thủ trưởng của mình, xin phép cho. Nói chung trước tiên thì xin phép bên chỗ gia đình bạn gái thì nói chung khi nào mà có thời gian rảnh rồi thì có thể là gia đình tạo điều kiện cho là hai đứa em quen nhau. Còn bên chỗ thủ trưởng thì mong thủ trưởng tạo điều kiện để là bản thân của tôi có thể được tìm hiểu nhau nhiều hơn về thời gian. Bây giờ nè con nói gì với chú nè, với các anh bên đây, với lại gia đình của Thành đi, tại hôm nay có chú đi lên á. Ừ. Dạ con mong chú và mọi người sẽ chấp nhận con và anh đây là một cặp. Anh Thành, mấy tên không? Dạ. Anh Thành nắm tay nhau đừng có buông, kêu ta chứng nhận một cặp mà buông tay ra ngoài kỳ quá đó. Rồi bây giờ anh Thành hôn em đi nè, đó nụ hôn đầu tiên nè, đầu tiên luôn đó. Con thấy sao, hồi hộp không? Dạ con hết hồi hộp rồi. Hết hồi hộp rồi hả? Hôn lại con, hôn lại cái nào, đưa má cho em gái không với Thành. Vui quá rồi. Ước gì cách đây vài chục năm có chương trình bạn muốn hẹn hò. Là ông đăng ký hả? Không có. Chứ ông ước chi vậy? Ước cho mấy người bạn tôi đăng ký thôi. Thôi chúc hai đứa hạnh phúc nha.